Vâng, em xin chào toàn thể tất cả bác đến với kênh YouTube của Hàng Nam Audio. Vâng, hôm nay em vừa cập bến một chiếc đẩy Crown Macrotech 3600VZ. Vâng, và sau đây em xin phép được giới thiệu đến toàn thể các bác chiếc đẩy này. Vâng, thì trước khi đi vào nội thất bên trong thì em xin phép giới thiệu qua về nội thất bên ngoài của chiếc đẩy Crown này. Vâng, thì trước mặt toàn thể các bác đây thì các bác có thể thấy được rằng là vẻ đẹp của nội thất bên ngoài của chiếc Crown này nó đẹp như thế nào. Vâng, đây là hàng được bên em tuyển chọn cực kỳ kỹ lưỡng trước khi giới thiệu đến toàn thể tất cả các bác. Vâng, những sản phẩm bên em đưa ra đều là những sản phẩm được tuyển chọn và có chất lượng cực kỳ cao. Và đây là chiếc nắp em đã tháo ra và để giới thiệu nội thất bên trong cho toàn thể các bác. Và đi đến nội thất bên trong của chiếc cậy Crown Macrotech 3600VZ này thì các bác có thể thấy hai nguồn tăng pô của nó. Vâng, rất là lạ mắt và đặc biệt. Vâng, là hai nguồn tăng pô cực kỳ lớn, có thể đáp ứng được công suất rất là khủng khiếp cho chiếc đẩy Crown Macrotech 3600VZ này. Crown 3600VZ là được một trong những mệnh danh là một huyền thoại của dòng đẩy Crown, mang đến tên tuổi rất là nổi tiếng cho đẩy Crown. Vâng, thì sử dụng nguồn tăng pô màu vàng. Vâng, và chấm đỏ. Vâng, các bác nhìn này, đây là một trong những nguồn tăng pô đời đầu được hãng đánh dấu rất là khác biệt. Đó là một cái băng keo màu vàng để đánh dấu cho cái đời đầu này. Thì các bác có thể nhìn thấy những con ốc đã trải qua rất nhiều năm, nhưng mà những sản phẩm bên em lựa chọn đều là đạt chất lượng cao, với chất lượng rất là tốt, còn độ mới rất là đẹp. Thì sau đây em xin phép được quay đến ở chính giữa, đó là chiếc quạt. Vâng, các bác có thể nhìn thấy. Vâng, rất là đẹp các bác ạ, đầy đủ tem mác chữ nghĩa rõ ràng. Vâng, đời này rất là đặc biệt bởi vì là nó sử dụng 8 con tụ Philips. Vâng, và tụ Philips này đều là tụ vương miện bằng chữ vàng các bác nhé. 1 2 3 4 5 6 7 8. Vâng, đây là 8 con tụ vương miện Philips màu vàng. Toàn bộ sử dụng 24 con sò, đó là sò vương miện chứ danh của Crown rồi. Vâng, đều là những huyền thoại cả. Và sản phẩm bên em đã được nâng cấp card PIP cho toàn thể các bác. Vâng, đây card PIP đấy ạ. Vâng, card PIP là card xử lý tín hiệu đầu vào cho chất lượng âm thanh cực kỳ tốt. Tiếp theo đó là những cầu loa, thì các bác có thể kết nối được hai cặp loa rồi, với công suất cực lớn thì có thể trị được những dòng loa khó tính nhất trên thị trường hiện nay. Các bạn có thể dễ dàng phối ghép những cặp loa khó tính nhé. Và đây là sợi dây nguồn của đẩy Crown. Các bạn nhìn những sợi dây nguồn này thì chỉ có cung cấp trên những dòng đẩy chất lượng, như đặc biệt là dòng đẩy Crown này. Và mặt đằng sau của chiếc đẩy Crown này đó là chiếc tem nhôm. Vâng, các bạn có thể nhìn thấy rõ số series của chiếc máy này và thông số kỹ thuật. Vâng, con này sử dụng nguồn điện 120V chính nội địa của Mỹ nha các bác nha. Đây là card PIP. Vâng, đây là cầu loa đầu vào. Vâng, mọi thông tin chi tiết các bác có thể liên hệ em qua số điện thoại 077 922 8891 để em có thể được tư vấn chi tiết nhất cho toàn thể các bác, cũng như là gửi hình ảnh chi tiết. Vâng, các bác có thể bấm vào nút chuông và bấm vào nút đăng ký để theo dõi những sản phẩm tiếp theo của bên em, cũng như là cập nhật những chương trình ưu đãi đặc biệt trong dịp cuối năm này cho toàn thể các bác nha. Vâng, cảm ơn toàn thể các bác đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.